Dạ, xin kính chào công tử. Dạ, xin kính chào công tử. Chim đừng liêu lo cánh thơ mộng qua, đôi lời tâm hối đường đến ngôi trường. Mắt nhìn hai lối có mộng tri quan độ, xin người chi giúp giùm cho. Đây miền Nam núi chập trùng mà người đời đặt tên là Nam Sơn, nhiều lối đi lên tới hạ nguồn hạ trường. Mỗi trường gần đây có hai đèo, trường ta là núi đi sơn đèo. Công tử cũng đi du học các bạn. Đều một lòng hằng mong biết đi tên Vinh Nà Đài. Cậu ơi, cho biết đi cậu. Xin công tử cho biết cao danh và bí danh. Nhà có dưới hàng trăm tên hầu, miền Triết Giang là quê. Còn tuổi xuân vừa trăng tròn, tôi đắng danh là Trúc Lâm Đài. Xin kính chào công tử. Dạ, còn quý danh của công tử là chi? Dạ, xin cho tôi được biết ạ. Cha tôi mất đi khi tôi còn âu thơ, mẹ già dưỡng nuôi ngày qua tôi mong mơ vừa đúng trăng tròn trăng thơ. Tên là Lương Sơn Bá. Dạ, xin kính chào Lương công tử. Xin kính chào Chúc công tử. Đường du học bao người đã lũ lượt, vui học hành tuổi trẻ vẫn một lòng. Tôi muốn kết bạn cùng ai trên đường học vấn có được không ạ? Kết bạn à? Dạ, không được đâu, không được đâu. Tại sao vậy? Chúc công tử không thích làm bạn với tôi à? Dạ, không phải vậy đâu. Vì tính của công tử tôi thì khác nào có khác nào giống như chàng trai mà. Nè, là con người có một không hai, không chịu kết bạn chắc là lại cái rồi. Cái anh này tứ cược. Dạ. Em hãy nhìn kìa, diện mạo thể hiện qua tất nghe lòng, nên tôi muốn kết bạn thân. Lần buổi hồi mộ ban đầu, nếu như ai không phân biệt thì ta kết thành đôi bạn để cùng mà nấu sự sôi kinh đời đơn côi ta có tâm đồng. Công tử, tâm của tôi hay hơn cho bạn bè không chịu được băng ý. Tôi xem lương công khôi ngô lại hiền đức, tôi được nào ta kết thân nhau vui buồn cùng sớm chia. Nè bạn, anh thấy gì không? Sao chung
mình cũng xứng lứa vừa đôi. Trên gia chủ đã kết đôi, dưới thì tụi danh cũng kết bè. Cái gì kết bè hả? Chứ sao, cả bốn lòng đều một mà già, sống mà thật thà không có gì bậy bạ. Nếu trời có bão tố phong ba, chúng ta quyết sẽ không lìa. Lưu chúng hợp qua tương ân kết nghĩa, sáng bước trên đường ao chú kinh sử. Núi Nam cho chúng ta gặp gỡ, cùng sánh bước bên nhau mà qua phương trang xa. Tôi Sơn Ba kinh tuyên thề, tình minh chứng như trên cao dài, không phai lòng với anh đại. Ta cùng vui về nơi tiền miền, chim tung trời xóa bao lụy phiền. Ghép gió ghép mây kết bao tâm tình, không đổi thay. Có ba nhà từ kỳ đồng thể kết nghi bàn, nhớ thăm vào quý công thay lòng không xấu ta. Nam Sơn chứng minh cho những câu thề, tình này nguyện không xa. Còn dưới gian chúng
chiều lo gì đốn củi gánh cây về nhà dành cho vợ con, anh đoán đúng không? Đương Kinh, anh đoán đúng đấy. Lão tiều phu ấy ra công lên non đúng củi đem về đổi gạo chỉ vì vợ vì con. Còn hôm nay Quynh đưa đệ xuống non thì lương Quynh cũng chẳng khác chi lão tiều phu ấy vậy. Lão tiều phu lên non đốn củi là vì vợ vì con, còn Quynh đưa đệ xuống non là vì tình bằng hữu. Tình vợ chồng, tình bằng hữu khác nhau. Lương Quynh, em nói giống mà. Hiền đệ à, làm sao mà tình vợ chồng với tình bằng hữu giống nhau được? Em nghĩ vậy là sai rồi. Lương Quynh, anh xem nè. Anh nhìn đứa xem mấy lời em đúng à, ông kia có đôi cơ tình đúng mà anh tìm ra bóng mai, anh chỉ cho em tương nói rõ cõi nào, nào là nào biết không? À, Quynh nhìn á thứ xem mấy lời em đố à, ngóng kia có đôi à, khó mà anh đã tìm con nào là con mai, không thể đi rồi ngắm rõ con nào, nhìn là nhìn nó giống nhau. Dễ như vậy mà anh tìm không ra à? Lương Quynh, anh hãy nhìn kìa, chúng nó khăng khít nhau là bởi vì chúng là con trống và con mai. Có đời nào một giống mà lại thương nhau bao giờ, phải không nè? Quynh hiểu rồi, Quynh hiểu rồi. Hiểu rồi à? Con trống con mái nó khăng khít với nhau, nó khăng khít với nhau tại vì nó là con trống và con mái. Như vậy Quynh biết có một con mái đó, mà nó giống quá, Quynh tìm không ra. Dễ như vậy mà tìm không ra à? Không ra. Quả Lương Sơn Bá ngu như là con ngỗng đực à. Cô đệ kìa, tự nhiên đệ đố Quynh tìm không ra ngỗng mái, đệ nói Quynh ngu giống ngỗng đực à. Lương Quynh, em vẫn chơi chút xíu mà, em lỡ lời mà. Lương Quynh ơi, cho em xin lỗi nha. Lỡ lời gì, Quynh giận đệ luôn á. Lương Quynh, đừng có giận đệ mà, chút giận đi, cho xin lỗi ha. Xin lỗi à. Hiền đệ, anh không có giận nữa đâu. Lương Quynh, hết giận em ha. À, tha lỗi cho em ha. Ừ. Lương Quynh, đôi lứa mình giống như ngóng kia à, có đôi đã nên mối duyên sắc căm duyên xứng à, duyên à. Nói em nói xài rất xài, ta giống trai kia mà. Thiệt là tức chết đi được à, nói như vậy mà cũng không chịu hiểu nữa à. Hiểu gì đệ à, hai con ngỗng nó là một trống một mái, hai đứa mình là hai thằng đực rửa, làm sao giống được nó à. Trời ơi, thiệt là tức chết đi được à. Em cãi bướng à, tự nhiên là hai thằng đực rửa đồ giống hai con ngỗng à, không có giống. Nước xanh của
lời lần thiên ta chưa gian mai mốt tới con gì nữa. Từ ra đừng nói chuyện với huynh nữa nha. Lương huynh sắp chia tay đến nơi rồi mà, đừng có giận đệ nữa. Không có chia tay gì trơn trọi, huynh giận đệ luôn, giận luôn đó. Lương huynh tha lỗi cho em đi. Lương huynh mà không tha lỗi cho em quỳ xuống đây nè, quỳ xuống đây cho đến chừng nào Lương huynh tha lỗi mới thôi ha. Ok, đệ biết lỗi đệ chưa? Biết lỗi rồi mà. Đệ dám nói gì nữa không? Không dám nữa. Đệ không nói gì nữa ha. Nếu em biết lỗi thì thôi đứng lên đi, anh có giận nữa đâu. Hết giận em ha. Ừ. Lương Quân. Hiền đệ, lên đường kẻo trễ đó em. Vâng, đi anh. Ta qua câu hà, đều chân biến em giao tình thương vẫn đồng đầy, tình mình lưu luyến ôi nhiều lưu luyến, đường dài dài thêm như nhiều ý thơ, phút giây bên nhau thêm thấm như bao hương tình. Tình ta này, tình ta tình miên, nghe lòng vui buồn đưa tiếng em.
Lương Khuynh, trước lúc chia tay xin cho đệ có vài lời thăm hỏi. Em cứ hỏi mà. Vài lời thăm hỏi ước mơ về tương lai, sao anh không kiếm tình yêu để làm duyên người. Duyên trăm năm trời ban cho ai nay được mà thôi. Thầm ước mơ nhưng nào biết đâu duyên. Chung nhà Lương Quân như cánh nhạn ủ rũ cô liêu trong trời đông lạnh giá. Rồi anh sẽ được một tia nắng ban mai làm cho anh ấm lại. Nhận lấy anh là người được hưởng chuyện tình này, không mua chuộng hoặc đổi trao. Lương Quân sẽ đẹp và tự hào, nay chỉ có anh là người được hơn cả. Hiền đệ, Lương Quân có được may mắn như vậy thật à? Nghe đệ nói lòng Quân như là nở hoa gì đó. Và trước mắt có một bầu trời sáng rực đăng sao. Anh sẽ có một vườn hoa tươi đẹp và được thương yêu cành hoa trắng. Có một nàng tiên vừa hiện xuống dương trần, đó là duyên nợ do trời cao sắp đặt để cùng anh nói chuyện trăm năm. Tiên đâu lấy kẻ hồng trần, tiên đâu có chịu kẻ nghèo. Ôi sung sướng quá. Chúc đệ nhìn đây, anh như thế này nè mà có một nàng thiên hạ trần chiếu cố, có thật thế không vậy hiền đệ? Nếu quả thật vậy thì em hãy nói cho anh biết đi, nàng tiên ấy là ai và ở đâu? Lương Quân, được rồi, em sẽ nói cho Quân biết nàng ấy là... Là ai? Ở đâu nè? Lương Quân, nàng ấy sẽ đến với anh bằng tấm lòng chân thật, bằng nụ cười, bằng má hồng môi thắm. Nàng ấy chính là em, là em gái của tôi ở Chú Giang. Tuổi của nàng vừa độ tròn khoe nhị. Lương Quân ơi, tôi tin chắc rằng anh và em tôi rất xứng lứa vừa đôi và đẹp tình thank you.
sợ lần đầu tiên ta gặp gỡ lương chúng ta đã nguyện thề bên nhau kinh sử ba năm môi triều mến biết ta nay xa anh trai lấy ai khi buồn giờ sân ba sầu đau còn buồn nào hơn trong lương sơn ba nói sao khi biển ly. Lương huynh, Lương huynh đừng có buồn nữa. Sẽ có ngày chúng ta gặp lại thôi anh à. Huynh mong rằng một ngày gặp lại của chúng ta sẽ là một ngày không xa lắm đấy à. Lương huynh, hiền đệ, lòng một lòng ta mến nhau. Sơn còn chúng ta không gì quên mối tình đâu. Ngày mình lìa xa, giọt lệ Hàng Châu buồn vui chán chường. Anh có nghe mây sầu tư cho đôi ta? Xin chớ quên ba năm chiều mến nắng áo. Xin mang theo đường những câu nào quên, làm sao em quên tên lương sơn ba? Huynh chúc cho đệ trở lại gia cang được vạn an, vạn an. Lương huynh, đệ chúc lương huynh ở lại vạn an, vạn. Hành trang gia tự gánh theo lòng muôn nỗi nhớ thương. Lương huynh xin cứu đi. Dạ thưa tiểu thư, tôi tên là Lương Sơn Bá, từ Hàng Châu đến đây thăm viếng một người bạn học. Dạ kính thưa công tử, chẳng hay bạn của công tử là trai hay gái à? Dạ bạn của tôi là trai, tên là Trúc Anh Đài. Lương huynh, Lương huynh không nhìn ra em sao? Dạ, tôi nhớ là chưa gặp tiểu thư lần nào, dường như không quen. Lương huynh, em là Trúc Anh Đài nè. Dạ tiểu thư nói đùa, Chúc Anh Đài bạn tôi là trai mà. Lương huynh không nhận ra em thật à? Dạ không. Lương huynh xem đây nha. Đúng rồi, Chúc Hiền Đệ, Chúc Hiền Đệ. Xưa thì Hiền Đệ, nay là Hiền Muội. Hiền Muội. Hiền Muội. Hiền muội, Lương huynh xin kính chào Hiền. Hiền muội. Kính chào Lương huynh. Từ thổi chia tay đồ nọ, nhớ Lương huynh, giấc điệp có nghĩ an. Chúc già Lương xa cách trọn tuần trăng, những tưởng không còn gặp lại. Nay Lương huynh chẳng quản nhọc nhằn đến đây để thăm muội, hay còn điều gì xin Lương huynh thốt càng. Hiền muội ơi, trước huynh đến thăm em cho thỏa lòng thương nhớ, và sau nữa anh muốn nói chuyện cầu hôn. Ở dĩ anh chậm trễ vì tưởng họ Chúc là trai, nhờ sư mẫu cho anh biết em đây là gái. Ôi khi nghe được thì nỗi mừng vô hạn, anh lướt dặm ba ngàn nguyện chống cho kịp việc cầu hôn. Lương huynh đã trễ rồi.
lão không xe thì chứ, xe thì này có dữ dàng không? Đoạn trường duyên kiếp bè bàn, gương loan bè nửa giải đồng xe đua. Ngày tươi sáng hay là ngày đen tối, mà hai ta có đứng khôn ngồi để rồi trách gió than mây, để rồi khóc hận khóc cho kiếp này. Ba sinh đã lấy giới duyên tình về lứa đôi, trách qua cổng sao đành chia đôi mình. Câu thì ưu trước kia theo làng khói bay bạc rồi. Anh đại ơi, mấy câu thề cũng đang với anh nhớ hoài. Nương quên mới số kiếp duyên tình của chúng ta, có thế thôi xin hẹn kiếp sau này. Duyên tình của chúng ta tơ hồng tình anh với em tin rằng vẫn một lòng. Nương hiền quân số duyên mình còn lại những cái đắng nồng. Nếu không mến kỷ niệm mà chỉ, nếu không yêu trao ngọc chi vậy. Tình mình thôi mỗi đứa. Câu thề xưa hết rồi, tang thương buồn cách xa. Tưởng đến đây duyên nợ sẽ thành, nào ngờ đâu đôi lứa chẳng nên duyên. Huynh còn ở lại đây để làm gì nữa, chỉ khổ cho em thôi, xin kêu biệt. Lương Quân chẳng quản nhọc nhằn đến đây để thăm muội. Vì trước lúc chia tay, xin Lương Quân hãy nể tình của muội. Nay cốc rượu đầy, xin mời Lương Quân nhấp cạn. Xin đa tạ. Ngày lên xe cưới, ta từ mình hết duyên rồi, mưa gió đây đưa số phận âu là kiếp người thế thôi. Hôm kia còn yên vui, hôm qua vẫn còn hoa tươi, hôm nay sao buồn thẫn thang, hôm nay sầu ướt mi tuôn tràn lan. Trong em lòng thương anh, tuy đôi mình xa không quên lời thương yêu.
hốt hết giấc mơ tan chỉ mang theo u sầu vẫn liên ai vẫn liên ai sao cách biệt tình yêu thương sao cách xa tình này xin trọn kiếp nguyện đi xương khắc tim giọt nước mắt của em thôi không ly tan bên chàng nào dám nói duy chung câu biết trong em thẹn lòng thôi chứ đồng trôi đưa cũng cả tâm hồn dần dần hồng sáng soi không làm rạng ấm tâm hồn đại ơi anh nói tình chúc lương ngàn đời nắng phải được tình ta đầy cầu ơi bớt cơn sầu đau ta yêu chúc nương yêu đại ngàn đời thế đại ơi nghe ngóng đại ơi anh đại ơi trời cao chứng cho trời cao chứng cho dù thác như tôi còn yêu dòng nước trong dòng nước trong như lại lan bao bao tình thương xin bớt cơn gió cho cành hoa thay lá cho bao tình thương như áng mây sầu như vầng trăng như vầng núi cao mau cậu ơi mau ba mau tiểu thơ tiểu thơ tứ cửu em đến đây làm chi vậy tứ cửu còn lương quân đâu lương quân lương công đã sao tứ cửu lương công đã sao tứ cửu đã chết rồi. Tiểu thơ, tỉnh dậy tiểu thơ. Trước khi bắt thơ, công tử không quên kêu hàng 10 tiếng.
tên gọi của người yêu, rồi rồi lặng lẽ trút linh hồn. Quỳnh, đi cô, trước giờ Lương Công mất, người có tranh trôi điều gì nữa không? Dạ thưa có, trước khi Lương Công mất, bạn tôi trao cho tiểu thơ với chiếc khăn tay đẫm máu này. Lương Công Tử vừa tuôn ra lúc chết. Lương Quỳnh ơi, anh chết thật là thê thảm mà. Tư Cửu, yeah. Hiện giờ xác của Lương Công mai tan ở đâu? Lương Công Tử có dặn linh cữu được chôn ở ngã ba đường Nam Sơn để đánh dấu buổi chia tay. Nam Sơn tiểu lộ. Được rồi Tư Cửu, dạ. Em hãy đến nơi ngôi mộ Lương Công mà chờ ta. Tiểu thơ, đi đi, đừng hỏi gì nữa cả. Đi đi. Kìa, ông bà đang tới. Anh Tứ Cửu, theo em đi ngã này nè. Anh Tứ Cửu. Kìa, Chúc Anh Đài, xe rước dâu đã đến. Sao con chưa trang điểm? Con có biết giờ này là giờ nào không? Bà ơi, bà nhìn kìa, hình như con nó khóc quá thiệt phải. Trời ơi, tức chết đi thôi, thật là quái lạ. Lạ cái gì? Hãy con gái sắp về nhà chồng, xa cha xa mẹ, thì nó khóc là lẽ tự nhiên rồi, cũng như tôi hồi đó vậy chứ gì. Anh Đài con mau lo trang điểm cho kịp giờ tốt đi con. Khóc chút đỉnh như vậy cha mẹ cũng đủ hiểu rồi, đừng bi quan quá, e sắc hương ủ dột đó con. Ông bà ơi, không làm sao cho tiểu thơ con hết buồn được. Tại sao? Dạ, tiểu thơ con vừa hay tin Lương Công Tử chết rồi, người chết bởi mối tình tuyệt vọng. Nó chết thì trối thay nó, có can hệ gì mà khóc. Chúc Anh Đài, mau lo sửa soạn, không nên tự nhớ đến người không quan hệ với ta. Không quan hệ à? Cha nói như vậy mà nghe được sao cha? Anh Đài, đi trang điểm mau. Không, không. Quả thật mới là đồ nghịch tử mà. Khoan đã mà, ông ơi, ông làm gì dữ vậy? Ông muốn giết con à? Ông để cho tôi nói phải trái cho nó nghe chứ. Thế nào cũng xong mà. Chúc Anh Đài con, như con với họ Lương trước đã yêu nhau, nay không may người đã chết rồi, con thương tiếc đến đâu cũng không sống lại được. Hơn nữa, Mã Công Tử cũng đã hết giả yêu con. Giả lại, cha con cũng đã hứa gả con cho người rồi. Làm người lớn mà, lấy lời lãi sao được? Thật là khó lắm con ơi. Chuyện kia nó đã qua rồi, thì con hãy để cho nó qua luôn đi. Bây giờ con phải làm tròn chữ hiếu. Chúc Anh Đài con, con đừng quên, quan thái thú là người có quyền hành nhất ở vùng này. Mẹ thương tình dạy bảo, con xin vâng lời mẹ. Lên xe qua. Đó, ông thấy không? Ông nghe chưa? Tôi mà ông. Nhưng
một điều kiện. Không, không điều kiện gì cả. Nếu cha không chấp thuận thì con nhất quyết không lên xe của ông. Anh Đại! Thôi mà ông, trời ơi ông khó dễ làm gì với con không biết nữa. Nè hãy chiều nó đi mà, để coi nó xin gì. Anh Đại, ta nhận đấy, muốn xin gì? Sẽ đến chút gia trang này. Ông có biết không, có ba điều tai hại cho nhà ta. Một là chút anh Đài nó liều chết nè. Hai là Mã Thái Thú không để cho ông được yên đâu. Ba nữa là tôi sẽ tự giận khi gia đình này có tai họa. Đó, ông nghĩ như thế nào? Ông nói nghe coi. Thôi, được rồi, bắt buộc ta cũng phải chấp thuận mà. Được chết đi thôi, quả là đồ bất hiếu. Kẻ nhân, đưa xe hoa của chúc anh Đài đến họ Mã kết thành hôn lễ. Xây bằng máu lệ hằng sâu
anh về âm em không anh nhiều. Gió bao dòng vũ trong tiêu điều, gây đau thương sâu thẳm thiết tha, tình lẻ xa quá đi tình ta. Trời mưa nâu trời xuôi giờ ngầu, ngày nào chuyên ta khóc cho người xưa. Duyên xa cánh đôi nơi phân kỳ, lòng vẫn không xa lòng. Em cương quyết xin thề cùng với ai không vui duyên hài, dìm đài ta khó nhau. Chưa có chồng.
Cho tôi hỏi thăm. Dạ, đúng là em rồi. Anh Bình, em ở đây mà gần 10 năm qua anh lặn lội khắp nơi để tìm kiếm. Rồi hôm nay sao anh biết được em ở nơi này mà anh tìm tới? Cũng may là anh gặp được người quen của em, hiện đang có chồng ở Sài Gòn. Cô ấy đã nói lại cho anh nghe hoàn cảnh của em lúc trước và chỉ đường cho anh tìm tới nơi này. Gần 10 năm rồi, mọi thứ có lẽ đã thay đổi nhiều lắm phải không anh? Anh cứ tưởng là tất cả rồi sẽ nguội lạnh theo ngày tháng, nhưng không hiểu sao khi biết được ngày xưa em cố tình lẩn tránh anh, là vì em còn mẹ già với em thơ. Lòng của anh vô cùng xúc động, anh muốn tìm gặp em để... Để làm gì? Để làm gì anh cũng không biết, nhưng anh phải gặp được em dù chỉ một lần. Hiện giờ anh ra sao? Anh thì... thì cũng vậy thôi. Còn em, em thế nào rồi? Má em đã mất, thằng em trai thì cũng đã lớn khôn rồi. Nó đang học ở Sài Gòn được mấy tháng rồi. Em ở đây với ai? Một mình. Ngày ngày em lo chuyện đồng án, chiều về chăm sóc mảnh vườn sau hè, cố mà làm lụng để có tiền gửi lên Sài Gòn cho em của em ăn học. Như vậy là em vẫn chưa có chồng sao? Nếu có chồng thì em đã có chồng từ cái lúc em mới vừa quen biết anh. Tội nghiệp cho em quá. Có lẽ phần số của em phải như vậy thôi anh à. Dạ, gần 10 năm rồi, anh cũng tưởng chừng như tất cả rồi sẽ phai nhạt, nhưng không hiểu sao từ khi biết được sự hy sinh cao cả mà suốt bao nhiêu năm qua em đã âm thầm chịu đựng, lòng của anh vô cùng xúc động. Những hình ảnh xưa bỗng nhiên chầm chầm quay về. Mà sao lệ vẫn tuôn trào, cố nén đau thương để làm tròn bổn phận của mình, cứ mong sao cho qua ngày đoạn tháng để tất cả chìm trong làng quên. Nhưng càng cố quên thì lòng càng thấy nhớ chuyện
chuyện trong tâm ta. Rồi hôm nay lại bất chợt đến, em không biết mình phải tính làm sao. Dạ, thì em cứ... À, mà thôi, không lẽ em cứ để anh đứng ở đây hoài hả? Anh đi đường xa, chắc là mệt lắm phải không? À, mệt mà đói nữa. Anh vô nhà trước đi, em ra giường sau, em hái ít cọng rau, để em vô nấu cơm cho anh ăn hả? Anh ra giường hái rau với em luôn, xa nhau gần 10 năm rồi, bây giờ... Anh muốn ở cạnh bên em à? Cũng được, mình đi anh. Cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu. Để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhòa. Trái câu bao la châu buồn rơi ối à, chỉ tôi chưa lên chồng. Hỡi con gái lưng ông, có bao người hằng mong theo mẹ dùng con gái chồng đi, chỉ thương cho đứa em thương e ra buồn đau ối à, chỉ tôi chưa lấy chồng. Ai thương tình xin nuôi giùm cho em, rau nhút xanh rau nhút tươi ngọt ngào, càng thắm hương tình rau nhút cùng mắm khô. Người bán rau xanh rau thắm tươi đồng nội, rau mang tình quê hương, rau mang tình của em. Nhưng sao Trắng sẽ đem chiếc khăn thêu để băng bó cho tôi? Vâng, vì giữa đường đành phải vậy. Trắng sĩ là trai mà sao lại có chiếc khăn thêu? À, khăn thêu tình yêu của gia nhân tặng cho Trắng sĩ phải không? Không phải. Nè, phải, khăn của người yêu, tặng cho người yêu đó. Ôi, thật là hân hạnh cho tôi. Trắng sĩ đem chiếc khăn thề băng bó cho tôi. Rồi mai đây, nàng hỏi biết trả lời làm sao? Thì em nói là em đã tạ tình, em đã tạ ơn người cứu mạng em. Tráng sĩ ơi. Tráng sĩ, tráng sĩ hoài hả? Chứ tôi biết gọi bằng cái gì bây giờ? Hãy gọi em là Trúc Muội. Hả? Trúc Muội à? Không, Trúc Đệ chứ, Đệ quên, Đệ lộn. Nè, các Quynh, thôi, để em đỡ anh vậy nha. Tóc của Trúc Đệ sao mà thơm mùi con gái à. Từ nguồn tim thân hồ thì tan bông, mùi mồ hôi sao nồng hương đắm say. Ngọt ngào hương anh đào trong chiếc khăn, bù thịt da nghe lòng dân nhớ thương. Thân làm trai trong đời, ngày xưa ấy trong trời mây bốn phương, đẹp làm sao anh đào khoe sắc hương. Mùi thịt da nghe lòng thêm nhớ thương, nhớ nhớ thương u hoài. Thời cánh hoa anh đào với sắc hoa nguyên màu, đường sầu tư anh đào.
đánh bèo hợp để ly tan người gần đây rồi chi biết. Một buổi gặp nhau sao nặng lòng lơ luyến, cho mắt bâng khuâng cho ngập ngừng đi từng bước đi chân buồn. Ai xui khiến gặp nhau rồi lại đôi nơi. Là kiếm sĩ vốn nặng vai sương gió, chia tay rồi còn hẹn sẽ gặp nhau. Không được nói trọn lời, lòng nghe cứ quặn đau. Các huynh ơi, hãy nhìn em đi, đừng quên em anh nhé. Xin được kết tình bằng hữu chi giao, tuy chẳng hương thề cũng không có rượu quỳnh đưa tiền. Em thức anh quá hà, anh sao anh không chịu để ý anh không hiểu gì hết à? Biểu anh hiểu cái gì? Anh quay mặt lại thì em sẽ tặng cho anh một vật kỷ niệm. Rồi anh quay mặt rồi nè. Rồi chưa? Rồi. Một hai đi ba, quay mặt lại đi. Tóc dài con gái Trúc Đệ. Trúc Đệ là... Dân, em là Trúc Lan Phương Từ. Trước cuộc chia tay em muốn giữ chút tình kỷ niệm. Những giọt máu tim anh nhuộm thắm khăn hồng. Trúc Lan ơi, trong cây im lặng bao la sao anh nghe vòng tiếng nhạc lòng. Nhịp rộn rã trong trái tim, lời tình yêu thứ nhất cũng là lời thề trọn kiếp chẳng phôi pha. Em muốn gửi anh trước phút phải chia xa viên hồng ngọc vật gia bảo của nhà họ Trúc. Chưa dám hẹn ước thề duyên mai Trúc, nhưng coi như đã hẹn thề chung thủy thương tư. Trúc Lan Phương Từ.